Hậu quả của thiểu ối trong thai kỳ. Thiểu ối là tình trạng lượng nước ối ít hơn so với tuổi thai. Khi mẹ thấy dấu hiệu bụng nhỏ, không tăng chu vi, bụng gò cứng nhiều, thai đạp ít, mẹ cần đi khám ngay để được kiểm tra. Chẩn đoán thiểu ối bằng siêu âm, chỉ số ối dưới 5cm hoặc góc ối sâu nhất dưới 2cm. Tác hại của thiểu ối trong 3 tháng đầu thai kỳ. Thiểu ối trong 3 tháng đầu là một phát hiện đáng ngại. Bác sĩ sẽ tư vấn những bệnh nhân về tiên lượng xấu, thảo luận các dấu hiệu sảy thai, theo dõi thai kỳ với kiểm tra siêu âm nối tiếp để xác định tiến trình thai kỳ, tư vấn nguy cơ thai lưu và hẹn khám lại sau 1 đến 2 tuần. Tác hại của thiểu ối trong 3 tháng giữa thai kỳ. Tiên lượng và quản lý thai trong thiểu ối 3 tháng giữa phụ thuộc vào nguyên nhân và mức độ nặng của thiểu ối. Nếu giới hạn thể tích ối bình thường, thai nhi có tiên lượng tốt. Nếu thiểu ối nặng trong giai đoạn này có thể gây ra bất thường về giải phẫu và chức năng cho thai nhi, biến dạng hệ xương khớp, thiểu sản phổi và thường dẫn đến tử vong sơ sinh, thai lưu. Cần siêu âm khảo sát bất thường hình thái thai, đặc biệt là hệ tiết niệu thai, kiểm tra loạn sản thận, tắc nghẽn niệu quản. Nếu chức năng thận bị ảnh hưởng nghiêm trọng kèm nghịch sản thận, bác sĩ sẽ tư vấn gia đình theo trường hợp cụ thể. Nếu chức năng thận thai bình thường, bệnh nhân sẽ được tiếp tục theo dõi. Trong trường hợp thai chậm phát triển trong tử cung, bác sĩ sẽ siêu âm Doppler thai, động mạch tử cung. Truyền ối, lấy dịch ối làm xét nghiệm miễn dịch di truyền, hỗ trợ siêu âm hình thái thai, giảm chèn ép cho dây rốn, vận động thai. Tác hại của thiểu ối trong 3 tháng cuối thai kỳ. Phần lớn sản phụ bị thiểu ối trong quý 3 thai kỳ và thường không rõ nguyên nhân. Lúc này, sản phụ cần được siêu âm khảo sát hình thái thai, loại trừ những dị tật nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến quản lý thai sau này, siêu âm theo dõi lượng nước ối, sự tăng trưởng của thai, sức khỏe của thai cho đến khi sinh. Nếu thai chậm phát triển trong tử cung, siêu âm Doppler thai và động mạch tử cung. Chỉ định dùng trưởng thành phổi 28-34 tuần. Chỉ định truyền ối trong trường hợp tim thai có nhịp giảm, truyền ối giúp giải phóng chèn ép dây rốn. Thực hiện non-stress test và đo AFI trong 3 tháng cuối 1-2 lần một tuần đến khi sinh, xác định nguy cơ cao xảy ra kết quả bất lợi liên quan đến chèn ép dây rốn, suy tử cung. Bác sĩ có thể tư vấn kết thúc thai kỳ trong các trường hợp sau. Khởi phát chuyển dạ, thai thiểu ối đã trưởng thành hoặc thai sinh non có thể nuôi được. Mổ lấy thai khi hết ối hoặc thai suy cấp. Với những sản phụ thiểu ối không rõ nguyên nhân, bác sĩ có thể gợi ý kết thúc thai kỳ từ 36-37 tuần 6 ngày. Trong thai kỳ, mẹ bầu nên lựa chọn cơ sở sản khoa uy tín để thăm khám và phát hiện sớm hiện tượng thiểu ối. Sau khi được phát hiện, mẹ cần được theo dõi và điều trị tại cơ sở y tế có trang thiết bị hiện đại cũng như đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn và giàu kinh nghiệm.